Ban chủ gồm các vị quý khách, thay mặt cho tập thể toàn bộ công nhân viên Đài Hóa Thân Vinh Hảo, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình ban chủ, để cùng sẻ chia và là lên tư điểm tiếp thương lòng kính yêu vô hạn trước linh cứu của ông. Xin cầu chung ông an xuất ngàn thu, linh hồn nơi nhìn về được viên thủ tiền cảnh vinh biển ông. Xin đề nghị tất cả chúng ta kính cẩn yên mình tại một phút cuối đời tiền biển ông phút phật tử ban thần. Xin kính mời toàn thể gia đình đa quế cùng các vị vị khách đi một vòng quanh linh cứu để tiếp biệt ông là của xin kính mời gia đình. Mời gia đình nhà mình đi một vòng bên gia đình nhà mình để trên đi ạ. Gọi ba đấy con. Cuối cùng, ban tổ chức xin kính mời toàn thể gia đình đang quấy cùng các vị quý khách hướng về đại quan vinh kính để cùng nhau theo dõi lễ rỉa liên quan đưa ông bà hóa thân Vinh Hảo. Xin kính mời gia đình. Anh đi nhá anh ơi. Lễ tiễn biệt đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn gia đình. Xin mời gia đình quay lại qua bên kia nhất kiệt bàn hương. Mưa phía sau là bản thân Vinh Hảo nghỉ ngơi và để đặt cho cô. Mời tôi kể gia đình nhà mình ra cửa sau ạ. Con đã bê đi.